Anh ba ơi, anh hỏi tôi sao ngồi bí xì, mặt buồn hiu như lưu bị uống rượu say. Tôi nói thật tôi là tai tổ bàn thay, tôi chẳng đánh số đuôi hoài mà không trúng. Không biết thằng cha nào mà bày ra chi cái vụ số đuôi thiệt xác nhân thất đức, làm cho bao kẻ như tôi phải chịu tàn giá bãi sản, sất bất sang bang đi quơ bạc dây tiền. Cũng tại ba cái chim mà bao nó báo hại liền liền, một đồng mà trúng bay mươi, vốn ít lời nhiều ai lại chẳng ham. Tôi nói thiệt tôi lại có tánh tham, tính cho nó trúng cho tôi dài 300 ngàn, đặng ngồi không có téo ngoại hết hàm dinh rau. Nhưng lại bài tàu nhiều phen mà nghe cười lại không ra tiếng. Con nghĩ coi, mỗi đêm tôi thường khẩn lại khổ thần bác nhà lão cho tôi một số nhớ để an ủi. Một đêm nọ tôi nằm, tôi thấy có ông thầy chùa cởi ngựa qua sông. Tôi dở sách bàn có cha huệ thượng, tay chỉ hướng đông chữ mã là lông ngựa qua ra rầm lội qua sông cây. Thầy chùa là sư sải đánh đại kỳ lân. Giờ kiên thiết bắt đầu mở số, tôi nôn nao nửa sợ nửa lo, sợ trung rồi thầu chẳng chung cho, còn lo nó trật thì phải chịu nghèo chịu đói. Tôi đang nôn nao hồi hộp, bỗng nghe cái radio nó vọng ra hai con số tận cùng. Nó ra số 95 mà hai lỗ tai nghe tôi nghe nó nghe nghe lùng. Ý quý thần ơi, tôi chẳng đánh kỳ lân sư tử, mà nó ra cái số gì mà quá khứ vị lai. Từ nay tôi tớ bàn thay, tướng thầy mẹ sống từ dài cũng kiếu luôn. Đừng ham tiền tiêu bạc gia tài sự nghiệp nó tung ra là một. Tôi đánh trật vợ tôi nó ngồi nó khóc, còn tôi thì ngồi giữa cái hàng ba người thấu dốc than dài. Nhưng có thánh thần nào đâu mà chỉ cho chúng như sanh như đánh đi bạc đánh bài. Cũng tại tôi tin dị đoan quá khứ nên tiền của rau sạch trơn. Các cháu ơi, hãy lo làm ăn chính chắn là hơn, đừng đánh số như tôi mà phải chịu điều nguy khốn. Vợ chồng tôi có nhiều phen thiếu điều đánh nó lộn tung tại ba số đuôi mà lộn xộn trong gia đình. Người ta thường nói đa kim ngân thì phá luật lệ, chơi số đuôi này sao nó hồi hộp hơn kiến thiết quá tài.
còn tôi thì đa bàn thai thì phá tài sản. Vậy mà còn bị thiên hạ sầm xì sầm xịt, a rồi đây bần cùng sanh đạo tặc. Nhưng mà điều chưa đâu, chưa đến đổ rinh bàn thờ đi bán mà. Tuy họ nói mình là mỗi buổi sáng nào họ cũng nhóm lại để bàn tán chim bao. Anh ba chị bãi có thấy sao, chú Tư mở sáo có điềm nào hay không? Thầm đến mấy cô chưa chồng chim bao mồng ra Mỹ thấy về thấy mèo. Đánh đi, cứ rủ nhau mà đánh đi, đánh cho tạng gia lụng bại như tôi về nè. Nhà nghe thầu nghĩ thật quá nghi khôn, cả trăm con số mà kể dùng một con. Tiền hỡi mi là vuông giấy mồng, sao hay đổi trắng với thay đen. Thế nhân lừa lấp đầu mang trá, kết cuộc chung quy chỉ vì tiền. Tiền bạc ơi nhờ mi mà con người được phú quý vinh hoa và sanh ra lễ nghĩa. Rồi cũng vì mi mà lòng người xa đọa sâu xé nhau bởi hai chữ kim tiền. Đổi nhục làm vinh đi bán lợi muốn quyền. Tiền ơi mi chỉ là mảnh giấy mà thiên hạ đã ghi vào những nét mực đen. Con số trăm ngàn vạn ức triệu muôn đã giết bao nhiêu thể xác lẫn tâm hồn. Ôi cả cuộc đời khổ tri lao tâm cũng chỉ vì tiền là một mảnh giấy trắng. Là một mảnh giấy vô tri vô giác mà người ta đã gán cho là ngàn vàng trăm đồng. Người ta có thể tạo nó bằng nước mắt và quăng nó đi ngay bằng thờ dài biến cuồng. Người ta đổ xô nhau tìm tòi sâu xé để rồi ngã gục đầu trong thất bại đau thương. Người thì chán chường mọi kiếp gió sương, kẻ khôn đốn lao đầu trong vực thâm. Gây băng trinh bước vào đời son phấn, trai lọc ngã lừa nuốt ý hận giữa thành đô. Tiền ơi có lúc ta nắm sẵn trong tay tiền muôn bạc vàng, và cũng có khi ta ngửa tay xin từng chén cơm thường. Thế cuộc cá biển dâu nào có ai ngờ, tiền là đầu mối của muôn ngàn tội lỗi, đưa ta lên đến đỉnh trời hay dùi xuống tận bùn nhơ. Thế mà có ai sáng mắt hay chưa, hay là cứ mở miệng ra là tiền với bạc, tuy ngoài miệng thốt ra lời nhân nghĩa nhưng trong thâm tâm đi vật nó tanh nó từ ơi đồng. Thank you.
ta là một kẻ có sẵn trong tay tiền muôn bạc vàng. Ta đã nghĩ sống trong lòng cao cửa rộng nhiều vinh na sang và cũng lắm quý quyền. Ta cười những ai không bạc không tiền, có tiền thì mua tiên cũng được, có tiền thì thiếu gì kẻ hạ người hầu vợ đẹp con khôn. Nhưng đến khi tôi rộng lòng không, ta mới sực nhớ bây giờ là hiện tại. Hiện tại ta là một con người thừa thái, không cắt không nhá xu không chục không đồng. Lòng rộng không, túi cũng rộng không, nhìn thiên hạ mà cõi lòng uất hận. Ta bỗng thấy bừng bừng nổi giận, giận cho đời và giận cả cho ta. Mới ngày nào còn ngất ngưỡng kêu xa, vừa chớp mắt đã qua ra cùng khổ. Ta cảm thấy ta không là người mà là một bông nghi ma lạc lẫm giữa cung tiền. Ngửa tay xin một bát cơm dư, người bố thí bằng chút lòng thương hại. Ôi nghi tiền bát mi là gì, quan nghi cái ta sợ nghe rồi. Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ, sạch cô câu sợ vợ mới nên. Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền, chứ thân bại thước ai sợ gì phụ nữ. Hỡi những bậc nam tử mi tu, hỡi các đấng trưởng phu từ thanh niên râu chi ư mấy cụ già lão nhược, hãy đứng lên chung lưng đau cật mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà. Bà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ, còn họ ghét thì nhưng ở đời hơi sức đâu bận tâm tới miệng lằn lưỡi mối, ăn no rồi cái rồi bươi móc chuyện của người ta hoài. Có câu trị quốc tề gia, phu phụ thuận hòa thì gia đạo mới yên. Tôn hồng nguyệt lão xe duyên, kẻ được vợ hiền còn người rinh con vợ. Không phải khoe với anh ba chứ tôi dám chắc nổi, cái xóm năng si này không có tay nào sợ vợ cho bằng Giang Hường này sợ vợ hết. Nhưng cái sợ của tôi là cái sợ có sách vở nè, cái sợ cao cấp, cái sợ có nghệ thuật nè. Chờ đâu phải thư sợ tay ngơ mơ của ngơ mây cha lục quá lục quá thường. Vì hồi ban sơ mới lấy nhau tôi nhè lỡ sợ, cho nên tới ngày nay tôi tiếp tục sợ hoài. Vậy mà bà con lối xóm họ đâu có thông cảm, họ sậm xì sậm xịt, họ nói là quý phụ nha nha, sợ vợ như là sợ. Nhưng mà anh ba ơi, tôi gẫm lại vợ mình thì mình cứ sợ không, chứ mình đâu có điên dại gì mà mình lại
Làm gì anh ngó tôi rồi anh cười chúm chím làm tôi quê quá xá vậy anh ba? Chắc anh nghe tôi nói cái bộ hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải không? Anh nhớ lại mấy lần anh đến thăm tôi, anh đều thấy tôi mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lỗ mũi ăn trầu. À đó là tại vợ tôi nó nựng tôi hơi nặng tay nên tôi mới bể đầu. Điều đâu có sao chết chóc gì anh ba, sách có câu đèn nhà ai nấy sáng, thương nhau lắm mới đánh nhau đau. Lỗ đầu gặm chẳng có sao, băng keo dán lại lấy dầu xịt vô máu ta, một lát nó khô chứ còn chảy lại thì ô hô sập nhà. Đó anh ba thấy không, từ vua chúa tới thứ dân, từ khố rách áo ôm cho tới tai to mặt lớn, từ quê tới tỉnh, từ ruộng rẫy tới thị thiền, ai ai cũng sợ vợ ráo trần ráo trọi. Bởi vì cái vụ sợ vợ là cái sự dĩ nhiên, mà anh ba xấu hổ vì chuyện đó anh. Đàn bà là xếp giang đình, nam tử tụi mình phải rắc rắc tuân theo. Sợ ngã nào bằng sợ vợ làm reo, nổi giận nó dám bỏ chèo queo một mình. Sách Nhị Thiên Đường có câu phu sướng phụ tùy, giải cho xác nghĩa là chồng quỳ vợ giỏi. Anh ba ơi nên hư số hệ nơi trời, vợ mình sợ ai cười mặt ai. Muốn sống cho ra một kiếp người, đời còn cay nghiệt lệ còn rơi. Mỗi khi thất vọng hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Mỗi khi lỡ bước xa cơ, người ta thường nói đầu xanh có tội. Và mỗi khi cùng đường danh lợi, thì người ta thường đổ cho vật đôi sao giờ. Thế vừa cất lên tiếng khóc tung qua, thì người ta gọi là chào đời. Đó rồi thời gian qua trở thành một người trên vũ trụ, cũng thương ghét giận hờn, cũng sầu nhớ buồn vui. Khi đất thời cũng biệt thự xe hơi, cũng cao lâu tử quán trà đình. Đến khi thất thời cũng dám ngửa tay nghe xin từng một bát tí cơm để no nghe lòng đỡ đói. Thấy người sang bắt hoàng làm họ, còn thân thích bà con nếu tay không thì đừng giếng đừng ngà thăm, cho thêm lụy thêm phiền. Ta chỉ chơi như kẻ cao sang và bán với kẻ có uy quyền. Cháy nhà hàng xóm bằng chân như vải, ai đói nghèo trôi mặt người dân. Giữa cõi đời ta là kẻ tinh khôn, thừa nước đục thả câu mới sống chứ. Chưa ai dại dột thả mồi bắt bông,
để cuộc đời trầm lặng tựa hồ thôi. Ta ghét những ai thốt lên câu đời không có gì đáng sống, chứ còn ta thì vợ đẹp con khôn, tiền non bạc biển, mỗi bước ra đi là dòng lầm quy hoàng. Ta làm rạng rỡ ông cha già đẹp mặt họ, ta không giết ai để tranh quyền đoạt của, cũng không gian lại thánh thần để bố đức thi ân. Ta sống giữa đời vì ta khéo ta khôn, ta biết quỳ lũy khi người giận dữ, nhưng ta cũng biết gian lân khi mình hữu nghe sự, và biết làm cao khi nắm được quy quyền. Đời đã đá thóc vào lưng ta mấy lượt, nhưng cũng có nhiều phen ta giật đời ngã tung và cất xéo cười. Ta vỗ ngực xưng tên ta là một kẻ thức thời, nhưng buồn thay có nhiều đêm không ngủ, ta nghe tiếng đồng hồ tích tắc thâu canh. Ta thấy chán chường cho hai chữ lợi danh, đời là gì nếu không phải là một trò dâu bể? Tại sao người ta cứ mãi tranh giành sâu xé, rốt cuộc cũng chung vô giữa nắp quan tài. Ôi đời, đời là gì mà người ta nỡ chém giết lẫn nhau? Thằng khố rách trở nên ông phú hộ, kẻ bạo ngược chết phanh thay giữa chợ, câu xe tranh giành manh áo bát cơm. Nhưng sống trên đời là chấp nhận khổ đau, đâu lẽ đứng đó mà khóc than thế sự? Có đắng có cay có buồn có khổ, nên người ta mới gọi nó là nhà đời. Thôi thì còn đời ta cũng ráng sống mà chơi, đời thay đổi ta cũng tùy cơ mà thay đổi. Đã sanh ra giữa đất trời, đừng oán hận đời cho khổ. Con Mụn đâu rồi ha? Đi học chưa về? 10 giờ rồi sao chưa về? 11:30 mới tan học. Còn ông, sao mấy bữa rày ông về sớm mà mặt mày quạo đeo vậy hả? Tại sở tan sớm nên về sớm chứ sao. Mỗi lần á, 12:15 ông mới về tới. Sớm qua ông về 10:30, rồi bữa nay 10 giờ, không làm sở gì mà kỳ vậy hả? Tại sở bữa hôm khác, còn sở bữa nay thì khác. Ủa, ông đổi sở hồi nào mà không cho tôi hay? Đổi sở một tuần rồi. Mà sở mới là sở gì, ở đâu? Sở mới là sở thất nghiệp đó. Trời, ông thất nghiệp à, sao ông còn giấu tôi? Tôi không có sợ ai mà tôi phải giấu, thấy không? Tại cái tính thằng này không có muốn quảng cáo rùm beng như tụi hát cải lương. Nói cho nghe mà má nó lại cằn nhằn, chớ chẳng có giúp ích được gì cho tôi trong lúc quỳ nàng. Đã
phải cùng chung mặn lạ, chia ngọt với xé bùi. Sao ông dấu giờ này mới hay tôi biết liệu sao cam. Chuyện của tôi để tôi ngã lo liệu, bà đừng có xen vô làm rộn trí người ta. Rồi tiền nhà nè, tiền gạo với tiền ăn, cả tháng này tôi giải quyết làm sao xong. Để mặt tôi hoạt động bà đừng có lộn xộn. Tôi không thể làm tin, tôi biểu bà câm miệng. Ông đừng có hạ lệnh. Bị tôi thất nghiệp rồi nên hết quyền rồi phải không bà? Thôi mà, tôi năn nỉ bà. Bà làm ơn bà vô bà lấy 20 đồng bạc bà đi mua cho tôi gói thuốc cấp tăng. Đặng tôi hút đỡ lý hứng mà tôi tính kế coi. Trời Phật ơi, bây giờ tôi không có tới 5 đồng đi mua hột vịt luộc ăn cơm, mà ông đòi hút thuốc cấp tăng để lý hứng hả? Không có ha. Nếu bà còn phản kháng á, thằng này cắn lưỡi chết liền bây giờ nè. Ông ơi, trước khi chết ông phải đưa tiền tôi trả nợ, kẹo lát nữa đây ông chủ phố ông lôi đầu. Cái gì mà lôi đầu? Chứ ông đừng có làm rêu hâm dọa đàn bà. Cơn nguy biến ông không lo nguy biến, lại còn đòi cấp tiết cấp tăng. Tiền nhà mỗi tháng 200, năm kỳ thiếu chịu cũng còn lấy le. Trong nồi hết gạo biết chưa, chắc ông hút thuốc là nó cả nhà. Thôi tôi xin bà đừng hận, đừng giận, nói xỏ nói xiên làm cho tôi nghe nhức óc điên đầu. Hồi nào mình ở nhà quê, bây giờ thành thị ngựa xe rần rần. Hồi nào xà lón ở trần, bây giờ đầy đủ chiêu mùng như ai. Hồi nào dầu phỏng dầu chai trong ngoài sáng trưng. Hỏi thằng nào đáng gian lưng, cộng bà từ ở dưới giường lên đây. Xin bà gói thuốc lúc nguy, mà bà làm khó mắng tôi bù đầu. Tôi mắng hồi nào đâu, tôi chỉ nói rằng tôi hết tiền mua hột vịt tí luộc cho con mụn lát nữa nó về nó ăn cơm, mà ông đòi hút thuốc cấp tăng hoài à. Tại sao bà lo cho con mụn hơn tôi vậy ha? Vì không có gì ăn cơm, con tôi nè, nó đói, nó bệnh rồi nó chết. Còn tôi... Ông sao? Tôi ghiền thuốc cấp tăng. Ghiền thuốc không chết, mà ghiền thuốc cấp tăng thì ráng mà chịu cho quen. Thôi thôi nè, nếu bà không có 20 đồng mua tặng chồng gói thuốc cấp tăng, thì xin bà hãy ráng cho tôi điều này. Điều gì nữa để tôi đi nhúm lửa, tặng tất nồi chai gạo nấu cơm. Tôi xin bà lại quán bà bưng lấy trò dách cách ruby đem về. Cái gì mà trò dách cách ruby? Thì đem 3 đồng bạc mua 4 riếu ruby chứ gì. Người ta nói tiếng Tây mà không biết, trời quê quá cỡ. Thôi thôi, không có tiền mà ăn, mà cứ đòi đốt. Thất nghiệp mà bày đặt hút thuốc thơm, hết tăng rồi tới bi. Tại tôi lỡ quen cái mùi đó rồi mà bà. Sao mà không quen mùi thuốc vòng, thuốc vườn, thuốc bánh, thuốc rời, thuốc rê như hồi trước cho đỡ khổ? Ai mà có về ngày nay mình thất nghiệp đâu. Đáng đời ngày thứ học làm sao, khi sang mắt ra ông kiếm thuốc tàn không có. Cây mặn quào đeo quào nào, gặp ai gây nấy gây nào. Bù tám thuốc thơm hết thời cũng quay lại hoàng thuốc rê. Ủa đâu mất hết rồi cả.
ông mò kiếm cái gì ở trên vách đó. Bữa hổm có mấy điếu ruby tôi hút nửa chừng, tôi dụi tôi bỏ trên vách mà bây giờ đâu mất hết trơn nha. Tàn thuốc hả? Không có phải, tôi hút nửa điếu rồi tôi dụi mà. Tàn thuốc thì nói tàn thuốc chứ gì đâu mà tự ái. Hút bỏ lung tung, tôi quét, tôi dọn, tôi bỏ vào thùng rác rồi. Ôi trời, tại sao bà không có biết cái câu tích cốc phòng cơ là dưỡng nhi đại lão để dành là cơn nguy khôn. Tôi tích cốc phòng cơ là lo cất gạo giữ tiền, chớ tôi đâu biết lo xa dấu nghi thuốc tàn cho ông. Cái chi chi cũng nên cần kiệm, mà khi đói con khi no. Thôi, cần ông lo chưa nghi rồi, đừng dạy đời với ai. Tại sao ông chê loan thuốc dòng để bây giờ khổ thân? À, bà nhắc cái loan thuốc dòng tôi mới nhớ chứ, để tôi kiếm coi. À, đây rồi. Ê, ông làm gì vậy? Đổ cái lon kim chỉ của tôi hết rồi, lượm nó không? Vậy chứ lon thuốc của tôi bà giấu đâu? Ai mà biết? Bà không biết thì thế ai vô đây mà biết? Ông hỏi con gái của ông á. À, con Mũng hả? Mũng ai? Mũng! Nó đi học chưa có về? Thôi chắc cái con quỷ này nó lấy lon của tôi nó đựng phấn rồi. Kiếm nữa. Ờ, gặp rồi. Trời ơi, dế! Trời ơi, lon thuốc của tôi mà nó lấy nó nhúc dế nó chơi chứ. Tao ngắt đầu hết. Dế nè, dế. Ba, con đi học có về nè ba. Kìa, sao ba lấy lon dế của con? Ê, sao mẹ cấp lon tao mày đựng dế mày? Rồi mày quăng ba cái thuốc của tao đâu hả, đồ quỷ? Trời, dế. Ờ, tao ngắt đầu hết rồi. Trời, ba nợ giết hết đơn hết tội của con ba. Con dế phi lông phi phùng dưới phi hùng. Trời ơi, dế mà phi lông phi hùng. Ba con dế muốn làm ba chủ nhà trường. Con dế nhỏ nó đang mười trận nên con mới có mười cục phân mới tình. Không thèm cũng để con nuôi. Con cưng nó lắm ba ơi, mà ba nỡ ngắt đầu một ơi ba đứa. À, còn một đứa nữa tao ngắt đầu luôn bây giờ chứ ở đó khóc. Con thương con thúc chứ con có làm gì đâu mà ba hâm bé cổ bức đầu. Nếu ai bức đầu con thì họ sẽ ở tù. Con không sợ đâu ba, đừng ăn hiếp có bề gì con reo má bên con. Dê ơi chết nức chết quang, mày nhớ hiện hồn đòi mang tía tao phần tao. Dạng nghĩa trước sau tao đi chôn xác mày vào gốc me. Ổn bộ bây giờ mày tính đem luôn cái lô tao mày chôn hả? Vậy chết tôi làm đám ma nó không có hồn làm sao? Dạ đám ma dễ chiến quá. Thiệt kiếp sống tao chẳng khác con trâu cài ruộng. Rồi đến ngày tàn không biết được tư dế của mày không. Trọn đời mang ách mang trông mà mày tha gì mày cầm mà sợ dây cả năm làm lụng nuôi mày thất nghiệp bãi ngày miệng heo môi khô chết kiền còn bị rầy la nghĩ mà tức giận nghĩ mà tủi thân. Còn mày con quỷ con ranh lê lon thuốc dòng nhúc dê mày chơi rồi mày đổ thuốc đi đâu nếu kim không được thì bay cái đầu cứ bay cái đầu hoài hả? Tưởng đầu ta mềm như
vậy cái đầu của con cứng lắm hả con? Cưng đầu. Ôi giang má ơi, ba đánh con ba. Trời ơi, bọn tính giết con nhỏ hả? Ai biểu nó giết tôi trước? Nói mà giết ông hả? Nó không giết tôi sao mà nhốt dê bằng lon thuốc. Dòng chi quyên đầy dung nó nở đành quăng túc lút sạch trơn. Nó giết tôi trong cơn nghiền. Nó con nít đâu biết rằng ông nghiền. Nó thấy ông chê mùi thuốc phèn. Nó tưởng ông quen mùi thuốc không. Mê cấp tầng mà bố lon thuốc dòng. Chính miệng bà nói với con cho lon con nhốt dê. Chứ phải nào còn dám lấy ngang lâu rầy. Giả tỉ như tao mà lỡ cho cái lon mày nhốt dế thì mày nhốt. Không lẽ mày nhốt luôn thuốc dòng và dế quyến của tao cho ba con dế của mày nó ăn hết rồi. Mụn à? Dạ. Thuốc dòng và dế quyến của ba mày lấy bỏ đâu mụn? Chừng nào cái đầu tôi hết u rồi tôi mới chỉ. Trời ơi, ba bốn bữa cái đầu mới hết u rồi. Không lẽ ba chết thì sao mụn? Thường mấy con dế tôi. Lại đây ba thường cho nè con. Nè nè, thường. Ôi da, nè trả thuốc nè. Con gói kỹ quá ha. Ủa, thuốc của tao mày làm gì xé giò nùi mà dính cơm, dính hồ không nghe mụn? Tôi xé gắn rồi kép độc. Sao mày không lén mày cắt tóc má mày mà mày gắn râu? Râu que đồng thị trấn cũng kép độc trường xuân mần tóc sao được. Còn giấy quyến ta đâu trả đây? Cuốn giấy quyến không còn đâu. Không lẽ mày làm râu mày đem bỏ đâu chi dùm tao? Tôi làm gì chẳng đen mò hết rồi. Thiệt hết cỡ rồi mẹ con mày bao đời. Chứ sách quê ông liệu thân. Mong nó đừng đồng tôi. Cần tôi để tôi lo làm con. Giờ đã đúng ngõ mắng con cái có. Ông xuống những lửa giùm. Tôi chạy tiền mua hột gà. Trời, bây giờ bà bắt tôi nấu cơm hả? Mộng, đi ra sau bếp phụ nấu cơm với má mày đi, đồ quý. Lúc lên cẳng thì mình ru bi con tắc nay hết thời tàu xe lịch dân thuốc rê. Anh Bệnh, bữa nay máy tay rồi mà anh xe lịch coi xôm quá vậy anh. Kìa, chín mớm. Có đường nẻo gì không mà tươi rối vậy? Nè, mời anh điếu ru bi trước đó nè. Trời ơi, chiến quá ta. Chiến sao được? Vậy khỏi xe lịch. Sao có chuyện làm ở đâu đưa tôi đi với? Có chứ, gặp sở mới rồi tôi lại rủ anh đi nè. Rồi đi liền. Khỏi cần đi. Vì sở mới đó là sở tôi đi chợ nấu cơm. Để vợ tôi nó rảnh tay đi giữ em cho bà chủ hàng xe đồ. Thánh thần ơi, chắc trời đất sắp thay ngôi nên nó mới có nghĩa vụ. Việc bếp núc thân xưa nay là do vợ, mà bây giờ bỗng đổi lại là đàn ông. Nghĩ mà tối phận nam nhân, vợ con cá lũ việc làm không cùng đường. Mình phải tùy vợ cơn, chẳng lo bếp núc vợ lo kiếm tiền. Vợ mình hay cằn nhằn cưới nhưỡi nhưng mà nó biết lo xa cho cơn nghèo đói của gia đình. Nó thường khuyên tôi nghe đừng đua tranh, nó phung phí hết tiền. Nó cho tôi một gói thuốc ruby, chẳng rằng chỉ hút lần này mà thôi. Quay về dâng lại thuốc rê, mỗi ngày tiết kiệm gần 20 đồng mà gặm ra. Lời nói phu nhân thiệt là quý báu bằng năm lượng vàng. Nghĩa là anh chính món nó tán thành vợ. Nếu không tán thành thì chết đói sao? Vậy thì bây giờ tôi khuyên anh nên đưa đơn xin sổ vợ. Nghĩa là xin đi chợ nấu cơm. Đúng vậy. Nhưng nếu vợ tôi chạy không ra sở,
thì chắc tôi quá ra là ông nội trợ không tiền. Làm mọi công công mà lại mất hết cả quay quyền. Nhớ hồi nào sau khi tan sở tôi về nhà giữa ngựa uống la ghe, phì phà dài điếu rượu bia, chờ con dọn thẳng vợ mời mới ăn. Bây giờ thất nghiệp xuống chân, sao tôi tự ai đầm đơn không bằng. Cho ông hay đó, có trường học kia muốn tôi nấu cơm cho học trò nội trú một tháng 1.500 đó. Nếu ông tự ái thì chết. Thiệt hả bà? Rồi tôi đưa đơn liền cho bà đó. Tôi đã khuyên ông từ khi còn làm sở, mà ông cứ cãi lòng phung phí ăn chơi. Để đến khi thất nghiệp mới cùng một tuần, thì vợ con đói khổ, còn ông thì thở hết ra. Bây giờ ông hãy nghe tôi, phụ lo con nước cho tôi đi làm. Tôi vừa chạy cho ông rê thuốc, vậy ông đừng chê đắng chê phèn. Từ nay đoạn tuyệt cuộc hôn, nghe tôi từng kiếm vui cùng. Tôi sanh ra giữa cõi trần, cũng tay cũng mắt miệng mồm như ai. Sao người thì được thành thôi, còn tôi lại chịu suốt đời gian nan. Không đợi tới mấy ông thầy bói Minh Nguyệt hay Khánh Sơn mới đoán biết tuổi của văn hường, tôi là tuổi ăn mày sách bi. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ, tôi đã tự biết đời tôi nó sẽ khổ vô cùng. Cái chuyện của tôi mà tôi bắt hải hùng, công xương sống kéo cài trả nợ, tính đến xuân này là đúng 34 lần xuân. Ở phố bên thị nghè vách dán lộp tôn, có lẽ chỉ có thằng tôi là nghèo khổ nhất ở Sài Gòn. Tuy mang bệnh xuyển lâu ngày và dốc dạc ôm nhôm, nhưng vợ thì son son mỗi năm đi mỗi đưa. Vừa mở mắt dậy thì đã có kẻ kêu ngừ réo nào, tiền đứng tiền ngồi tiền cơm tiền hủi, tính một hơi muốn ngã bể ấp nghiêng đầu. Cây số của tôi nghĩ lại thêm đầu, người ta thì dỗ giấc ngủ có niệm cao cả tắt, còn mình thì nằm giường tre còn bị riệp chích sáng đêm. Bữa ăn của người ta thì nào bít tết ragu xúc xích lâm bông, còn mình thì giọng riết ba mớ rau dừa chấm mắm. Chính đứa con đứa sưng lá lách, đứa đau gan đứa lớn ngơ bụng, rồi nhìn lại vợ mình lận đận thấy mà trời sắp đặt mỗi người có số. Số mình nghèo nên cực khổ như trâu, từ xuân sanh đến lúc muốn bạc đầu, không có được một ngày sung sướng. Tôi nhớ hồi nhỏ bà già tôi có kể lại rằng, khi sanh tôi ra là đúng 12 giờ ngày 23 tháng 4 năm Kỷ Sửu. Ông già tôi ổng liền than thở, thằng Hường ngày sau nó sẽ khổ vô
mẹ tôi nhìn con mà nước cái mắt nó rồng rồng. Sanh con ra ai không muốn con mình ngày sau sung sướng, không bá hộ gì thì cũng no ấp như ai. Ngờ đâu số mạng lá ngã lay, làm lụng tối ngày vẫn chẳng đủ nuôi thân. Cầm đồ mấy tìm bình dân, phải đều biết mặt biết tên danh. Vợ người ta khi đến ngày nở nhụy khai hoa thì người ta lật đặt đem đến mấy bảo sanh diện thật sang và thuốc men đủ thứ. Còn vợ cô tôi kêu xích lô nga chở vào nhà thương từ vũ lâm bồn. Nhìn đứa trẻ sơn xanh mà tôi khóc tôi buồn. Nghiệp chướng quan gia kiếp nào đeo đẳng nên sanh gì mà sanh cả chục đứa con. Sao không đầu thai vào chỗ có bạc triệu tiền buôn nhào vô đây chi làm con của văn hường cho khổ. Tôi than trách rồi đổ thừa mạng số, cũng tại mình sanh cái năm mà kỹ sửu nên. Mà thôi trời bắt sao chịu vậy bôn ba cho lắm. Nhắm lại cũng một đời, đều ngồi buồn nói bậy bạ cho vui. Chứ nghèo mà trong sạch như tôi đâu có xấu. Không hèn hạ cúi đầu quỳ lụy, cũng không bạc bài trộm cắp tham lam. Nghèo cho sạch, rách cho thơm là lời răng dạy của thánh nhân muôn đời. Nói thiệt điệu thánh huyền thì phú quý do thiên, còn nói theo sách tử vi thì con người sanh ra mỗi người đều có số. Người nhà sang nên dư để dư xài, còn tôi tủ dơ sủ nên kéo cài suốt. Vợ tôi xin lắm anh ơi, nên tôi quý tôi yêu nhất đời. Đẹp tựa hồ cô tiên nữ ở tận trên quai bồng lai, tôi thề tôi nói không sai. Yêu vợ mình tôi nói tôi yêu, khi xa nó tôi thương nhớ nhiều. Là hiền phụ nêu gương sáng thì chồng chăm sóc đàn con, tươi đẹp hơn cánh hoa xuân, tươi đẹp hơn cánh hoa xuân, tươi đẹp hơn cánh hoa xuân. Tôi thường nghe người ta chê vợ tôi xấu như ma lem quỷ sứ, chứ còn riêng tôi thì tôi thấy vợ tôi đẹp còn hơn tiên nữ Hà Dương. Hai con mắt ốc bưu còn bán đi mặt trần dần, môi tái tái như là con mắm trở, nó lại còn ăn trầu cho dôi đóng có khoanh. Lỗ mũi to như lỗ mũi kỳ lân, răng lưa thưa như thể cái bừa cào. Cây sung, cây lồi, cây thấp, cây cao, nó chọi nghe vào nghe nhau như nghe hàng rào chóc nghe gốc.
bàn tay giống như hai nải chuối, đôi ống chân tròn lùi qua chân bàn. Hồi nhỏ thiêu sông hơ nên ní mũi ní dài chỉ thò lò, tóc cứng ngắt như rễ tre dựng ngược, ướp dầu dừa láng mướt nực mồ hôi. Nhưng xấu xa gì cũng là vợ của tôi, tôi sẽ mê nó hơn là mê thuốc phiện. Miệng nó rộng nên nói nghe lớn như tiếng, còn lưỡi nó nghe dài nên nói nghe chuyện cả. Vợ của tôi tuy đàn bà con gái, nhưng nước da đen trài như đồng. Từ độ nghi xa quê để cất bước theo chồng, cần cổ tục ngủng cũng đeo kiềng nhõng nhẵn, ngón tay ô về cũng đeo nhẫn vàng y. Phải nó cao cũng không nói mà chi, đằng này nó lùng xịt chân lại đi chữ bác. Mỗi khi đưa con nó cất lên tiếng hát, thiên hạ tưởng đâu là đại bác nổ liên hồi. Hột vịt nó ăn 10 hột không ngừng, cơm một bữa nó sơi đâu 8 tổ, rồi tráng miệng chừng 4 dĩa chui chân. Mỗi khi trong nhà có dỗ quải kỹ cơm, thôi thì nào bánh tét, thịt kho, dưa giá, nào nem gói, cà ri, bún chả, nó ăn làm dạng xấu hình vậy mà tôi quý tôi yêu. Vì 20 năm chẳng cùng chia buồn sẽ ngọt, còn đàn bà khác dù cho có đẹp, nhưng đẹp đẽ gì cũng là vợ của người ta. Còn con vợ của mình tuy xấu như ma, nhưng biết an phận và thờ trần chung thủy. Tôi yêu vợ thì tôi yêu vợ tôi chứ sao. Mặt cỡ chi nga già lại nga sợ nga tiếng mà chê cười. Mỗi khi đi xa về nó chạy lại mừng tôi, cầm tay nó tôi vui như là được của. Vợ tôi tuy xấu như nga chăng, giả thần là tao quân mới vừa đáp máy bay phản lực. Đúng ngày 23 tháng chạp mang rắp bo về để báo cáo với thiên đình. Vì mua giấy
mai vai không được nên thành mới bê bối trong tâm việc hành trình. Bệ hạ nghĩ qua thần thì ôm nhách ôm teo không lắm gần học mới mồm mới vô được tận cửa ghiếc xe. Tội nghiệp giữ hôn vậy whisky đây khanh uống xét hay là uống soda và cho thằng ly xét cho nó mau ép phê hơn. Được làm ly đi nghe ông khanh. Rồi lần lượt kể cho trăm nghe những chuyện thăng trầm suốt một năm thân của gia đình nghệ sĩ. Và tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế Thần để xin kể rõ năm thân vừa qua tại Sài Gòn qua lễ tài tử dây nhân dân máu nhiệt vui nhất là họ tổ chức mấy cuộc đua xe văn máy hùng. Họ hè hụi nhau lên xa lộ để tranh tài cao thấp, người té gãy cẳng kẻ khác lại xông lên. Nhân dịp lễ Giáng sinh họ tụ tập về Sài Gòn để thử thách một phen cho phỉ chí tan bồng. Ông xẹt măng nổ rền tai điếc ốc khiến cho bao nhiêu người phải vào nằm trong bót. Còn kẻ thì dập đầu chảy máu phải vào băng bó ở tại nhà thương. Và tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế còn cái câu chuyện thứ hai này nè. Chuyện bánh trung thu năm nay họ làm ít đường mà nhiều bột. Thần ăn sơ sơ có dài ba miếng mà nó làm thần đau bụng sáng đêm vậy. Còn cái phong trào năm nay họ đua nhau mặc váy ngắn. Nhiều cô cẳng chân đen thui mặc mini jeep trông mà thấy ghê. Ngồi xe thì chàng hãng chê hê thần tay rụng rời ác lắm Ngọc Hoàng ơi. Còn cái câu chuyện thứ tư vô cùng hấp dẫn mê ly rùng rợn hơn khúc nghe thường trên cõi thiên cung. Đó là nạn vũ xích si tổ chức nhạc hội mỗi ngày mỗi đâm áo nghe quần có cùng như không hở lưng hở ngực khi hở mông khi hở đùi. Còn nói về cải lương thì hề ba hội đã giác áo đi thi hành quân dịch. Hề Phúc Lai dẫn cao hai thước tám phân tư. Hề Bãi Xê thì ôm nhôm nhưng hơn tám chục ký có dư. Còn hề Văn Hường thì gần ba mươi tuổi mà vẫn mồ côi giờ. Dạ muôn tâu với bệ hạ, năm nay trong giới cải lương có nhiều chuyện vui nho nhỏ, thần để xin ghi rõ trong lá sớ giữa thiên đình. Không biết mấy cô đào danh tiếng buồn chuyện chi, hay là đã thất chi dòng mấy bà thi đua nhau uống ốp tây đông mỗi người hai ba ống phải chở vô bệnh viện bơm ruột kịp thời nên mấy bà mới sống nhăn. Lại có tin đồn rằng mấy cây ba năm nay phải bị rơi ra ngoài đồng, nghe ngã tin như tiếng súng cả năm mấy cô sợ nách đi trong mâm kêu. Và tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế, năm nay bà con ở Trần gian ăn Tết mừng xuân toàn bằng thịt heo với thịt gà đông lạnh. Ăn vô thì kém phần ý vị nhưng ở đời có cũng hơn không. Bởi vậy ráng mua mỗi người vài ký về kho hột vịt nước dừa để ăn cái Tết năm Dậu cho nó được tưng bừng vui vẻ. Bởi vậy hôm nay Sài Gòn có phần rộn rịp, Kim Trung một thì đóng đô Olympic, còn Hương mùa thu thì rạp Nguyễn Nhân Hảo, còn Thanh Minh Thanh Nga thì tại rạp Hưng Đạo.
còn quất tanh thì giả ly hương phất cờ dâm trăm quyết ăn thua nhau trăm dịp xuân về. Bởi vậy hôm nay táo tôi không quên để lời cầu chúc cho toàn thể khán giả bốn phương tri kỳ vui nghe xuân đón Tết thanh bình, lời chúc chân thành cô thành táo cải lương. Dạo dạ ơn cho các bạn à, không không, hổ thê ma dương trình dạo kim dạ ơn cho chư tướng. Ôi dạo đâu có ngờ ngày nay dạo huy hoàng cùng nhung gấm, mình khoác long bào đầu đổi kim khôi, hiện tại vàng son đã xóa một thời dĩ vãng âm mưu sương nắng cơ. Không biết chữ nhất là một mà cũng được ngự trên chiếc ngai vàng. Ba năm trước giáo còn đi bán muối lậu và bị ngồi tù vì phạm tội giết quan quân. Mãn tù ra giáo đi bán vỏ để kiếm tiền đổ Nhật. Gặp anh vua Tuấn Đạt rượu đi ăn cướp bạc của nhà vua. Rồi bây giờ giáo được anh em hậu ủng tiền hô. Ôi cuộc đời của nghi giáo lên na hương như là chiều gặp đi gió. Phải dạo có tài cán gì như các bạn cho cam, đằng này dạo chỉ có ba búa thôi à. Ai mà chịu được nổi ba búa đầu của dạo thì tới búa thứ tư dạo đây cũng nghe gió dài dài kia chưa chi mà bè bạn đã mỉm cười. Cười gì dạo dốt nát ngu si hay cười gì bè bạn đưa dạo lên làm vua để trát dạo chơi? Anh Từ Mẫu Công định phân trận gì đó, thôi dạo đã quyết định lên ngôi rồi anh khỏi phải bâng khuâng. Cung nữ đâu dân trăm giò bồ đào mỹ tưởng, dài chú cúc mê thường để dạo cùng bạn bè say cho đất là trí trời nghiêng. Nhớ những khi vui buồn bên nhau, nhớ những khi đắng cay lận đận, buồn tuổi nghèo khổ chung chịu, son kia trưa chiều có nhau. Mà giờ đây hiu quạnh riêng mình, cô độc quá chừng, nghe nói được làm vua ai cũng tược vui, chớ tôi sợ. Có những đêm gió mùa trở lạnh giáo nằm chèo queo trong cô quạnh đêm dài. Không có ai kề cạnh một bên cho giáo nhắc chuyện đời. Chung quanh toàn là ngự lâm quân và cung nữ, mà mình đã là vua rồi thì làm sao đừng nhướng với chúng để mua vui. Trong trời máu sáng để gặp mặt anh em cho thỏa lòng thương nhớ, chừng gặp rồi thì ráp lái bàn giết nước diệt dân. Chớ không nói tới chuyện ăn chuyện nhậu, thiệt nó chán ơi là chán còn buồn ơi là buồn. Dạo cứ giàu giàu nét mặt, tưởng đâu dạo sanh tâm đòi vợ.
nên hè nhau cưới nàng Bùi Thúy Vân cho giàu lập làm hoàng hậu chốn cung vàng. Nói chi tình từ ngày có bóng dáng đàn bà lái giảng, đời dạo dơ đi đâu chút lạnh lùng. Mới có ba ngày không gặp mặt nhau, thằng Dương ba đương nó trách giáo nịch ai mỹ nhân quên tình bằng hữu. Thiệt khổ tâm cho dạo đây hết sức vậy, vui với vợ con thì anh em trách móc, mà đi uống rượu với anh em thì mỹ nhân khóc lóc. Dạo phải tôn trọng ngao quyên dỗ ba ngày. Mẫu công bơ các dương huynh ngữ đệ, từ ngày anh em tôn giáo làm hỗn kê ma duyên tại ngõ can trại này đến nay, bấm đục tay tính lại đã 1095 ngày chăng. Bây giờ giáo chán quá rồi, làm vua buồn lắm, tù tống tay chân lủi thủi một mình sống xa bằng hữu. Đây là cung vàng điện ngọc, đây phụng tán long xa, đây cung phi mỹ nữ, còn đây áo mau ngày vàng. Giáo xin nhường lại cho anh em nào thích làm vua, cứ rửa cẳng bước lên riêng giáo thì làm vua cha mai ơi. Trời anh Tư, tới giờ hẹn với anh Ba Lém rồi sao anh còn đây? Vợ tôi nó đi chợ, nó giao con út mén cho tôi coi. Con nhỏ nó khóc rùm, nãy giờ vỗ không đinh, đang bực mình đây. Anh sao dở quá, tôi bày cho anh cách này con nhỏ nó nín liền ha. Cách nào? Anh ca bài sổ số cho nó nghe là nó nín liền chứ gì. Đâu để thử coi nha. Ồ, nín đi con. Kiên thiết quốc gia mong ở lòng ta sẽ giúp bao người được nên cửa nhà. Tô điểm gian sang xoa bao lầm than, ta nguyện kiên thiết trong giấc mộng vàng. Triệu phú đến nơi chỉ 10 đồng thôi, mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi. Một số quốc gia giúp đồng bào ta, ấy là thiên chức của người Việt Nam. Ủa, nín rồi, hay quá ha. Đó, để nó lên giọng thì tôi với anh qua anh Ba Lém trễ giờ rồi. Đi liền. Anh Ba. Năm Sáu, Tư Sò. Hai người qua sớm quá ha. Ê, thế này hay xây chừng đi. Thôi, tới giờ rồi. Lo đi mau đi chơi, ở đó mà bầm thịt. Quán xá về bỏ đi sao được. Ê, tao nhớ in Tư Sò mày còn thiếu 2 tô tiếu chưa trả tiền mày. Chuyện quan trọng không lo, lo đòi tiền, sửa soạn mau đi anh. Mày nữa. 2 cái xe cái này thiếu từ hôm Tết tới giờ là năm chảo, trả mày. Thiếu thì trả chứ ai giật sao đòi hoài. Mà có đi hay không nha. Đi đâu? Anh mày chắc bị vợ đánh quá rồi lãng trí hả? Vậy chứ bữa ăn đầy tháng tại nhà Bãi Kiệt, ai hứa 8 giờ ngày 30 này họp tại Gò Mã Nhị Tỳ để... Rồi, nhớ rồi, xin lỗi. Nhưng kẹt là cái bả vừa xách giỏ đi chợ rồi, giờ biết mượn ai coi chừng quán bây giờ. Bỏ bừa nó đi, ai mà ăn cắp hủ tiếu của anh đâu mà sợ. Đi hao, giấy đồng cùng nhau ra đến nơi Nhị Tỳ. Nơi văn vẽ bà đưa ta thảo luận đi, bà có hay cúng dông kịp thời. Tôi rầu anh ba đã hứa với nhau tại nhà Bảy Kiệt, cứ lo buôn bán, lo bánh bao siêu mẹ tôi mà hổng qua chắc anh quên rồi. Tao tính hai ở làm, thêm vợ dữ hơn bà chẳng nêu bề bôi. Công việc làm ăn nó đánh tao nhằn răng. Này anh ba, tôi nhắc anh chuyện này, đem chai đế với thuốc men bánh ngọt tuổi mình lai ra giữa khi luận bàn.
thì thằng nào có xuyên cứ lấy theo, tụi mình nhậu nhẹt nhưng lấy ít ít kéo, vợ tao coi lại thấy đồ hết trơn chắc tao bị đòn. Thôi chúng ta đi liền ra đến nơi nhị tì, ra tới đó dễ nghĩ vậy ly vậy ba chúng ta cùng đi. Bây giờ trong ba đứa tụi mình ai chủ tọa buổi hội này đây? À, tôi có ý kiến này, mỗi người trong bọn tụi mình á, ai kể một chuyện sợ vợ mà xét ra là hay nhất thì người đó đắc cử là chủ tọa. Tán thành không? Tán thành, nhường cho anh kể trước á. Rồi, kể nghe. À, hôm trước đó, vợ tôi nó mắc dỗ con. Nó mượn tôi coi chừng nồi cơm. Tôi mắc lo coi tiểu thuyết trinh thám để nồi cơm khét nghẹt. Nó chạy xuống, nó sáng lên đầu tôi 2-3 chiếc đũa bếp. Tôi làm thinh. Đó, chuyện vậy được không? Đã đỡ. Giờ tới Huyên năm sáu rồi. Giờ tới tôi ha. Mới hôm qua nè, tôi với vợ tôi đi ăn dỗ. Ăn tới món cà ri, vợ tôi khen ngon, tôi nói không ngon. Tôi nói chưa dứt tiếng thì nó bưng tô cà ri, nó hắt uống xuống sàn. Tôi làm thinh, được không? Khá lắm, có đường. Có tới Huyên ba. Giờ tôi ha. Hôm qua tôi với vợ tôi đi qua hát cải lương. Tôi thấy cô đào nọ đẹp quá, tôi khen. Vợ tôi nó không nói gì hết, chừng giảng hát rồi đi xuống đó. Ở trên lầu đi xuống, tôi đi trước, nó đi sau. Nó vô tôi một đạp, tôi lăn tuốt dưới đất. Mắc cỡ đứng về, tôi quay mình trở lại cái tôi làm thinh, được không? Hay, hay. Tôi với anh Năm đồng ý bầu anh làm chủ tọa. Rồi, chủ tọa ha. Chủ tọa. Hai bạn ơi, hai bạn đã có lòng đề cử thì ba lem này đâu dám từ nan. Ba đứa ta tuy không phải là cốt nhục họ hàng, nhưng cùng bọn sở vợ nên thương nhau như ruột thịt. Có vậy để ăn mừng anh ba được bầu làm chủ tòa, chúng ta hãy đem xiêu mãi bánh bao cà phê thuốc lá đãi anh em cho thỏa dạ nghĩa kim bằng. Xin long trọng thề với nhau đồng tính đồng sàng, nếu thằng nào manh tâm mà phản bạn cho các đáng cổ hồn vắng cổ nó chết đi. Đồ ăn dọn giữa nhị tỳ, ba ta lòng trọng tuyên thề với nhau giữ câu bằng hữu chi giao, dầu cho sanh tử trước sau một lòng. Rồi, tư sò mày dọn ra đi, trước cúng sau tụi mình ăn. Dọn đi, đó. Trời ơi, mày lấy nhiều quá mày. Bộ củ không giống nè mày. Đâu có gì đâu nhiều, có 6 cái bánh bao mặn à, có 3 cái bánh bao ngọt, có 4 cái bánh bò, có 5 cái bánh tiêu, 2 gói thuốc ruby với nửa lít rượu. Vậy mà cái gì đâu nhiều. Không nhiều, dọn hết quán người ta còn không nhiều. Qua trên bàn thờ về nhà mày luôn đi. Trời ơi, mới đi chợ có một lát, ở nhà dám bỏ đi chơi thấy không? Chị Năm ơi. Thôi. Có tiếng tổn tôi bệnh không chị? Đâu có thấy. Đâu chị qua kiếm bên tiệm chị Ba Lém thử coi. Có tôi đi nè. Tía sắp nhỏ tôi cũng đi đâu mất từ số mai tới giờ. Hai chị nghĩ coi, quán xá cà phê hủ tiếu chị cũng bỏ giải rồi đó. Vậy chứ tôi đây làm sao? Lo đi mua gạo, mượn ảnh làm mấy con cá, ảnh để dịch tha hết à. Còn con nhỏ của tôi giao cho ảnh coi đặng tôi đi chợ. Anh bỏ con nhỏ nằm khóc gần tắt tiếng vậy đó. Quá rồi mà, bây giờ ba chị em mình phải đi kiếm mấy chả mới được. Biết đâu mà kiếm. Tôi nhớ mấy chả hay ra nói chuyện mày chùm mã đó. Đâu ba đứa mình ra đó thử coi. Đi. Tôi đi. Rồi, nhậu nhẹt rồi. Bây giờ tôi nhân danh là chủ tọa buổi hội xin đề nghị đặt tên cho hội chúng ta là hội yêu vợ. Đồng ý. Tôi không tán thành đề nghị của anh Ba Lem. Vậy bạn Tư Sò có ý kiến gì? Theo tôi thì nên đặt là hội sợ vợ hay là hội thờ bà phức cho rồi. Ê, mày muốn xuyên tạc hả Tư Sò? Không phải xuyên tạc. Điều sợ vợ thì cứ nói đại nó là sợ vợ. Nó thành thật hơn, nó anh hùng hơn. Tôi ghét mấy thằng cha ở nhà vợ đánh bồm đầu, ra đường làm bộ ta đây là anh chị bự. À, nghĩa là bữa nay mày ăn no rồi mày muốn phá hoại buổi hội hả mày? Không phải phá hoại, điều thằng này
muốn việc nào cũng phải danh chánh ngôn thuận. Thôi cho tôi hòa giải cả hai đi. Nếu có người không đồng ý, chúng ta nên bỏ thăm biểu quyết, như vậy là công bình hơn ha. Rồi, bây giờ mỗi người đặt cho hội một cái tên. Vậy đây, viết đi, rồi chưa? À, anh Tư, hội thăm đi anh Tư. Mấy anh nghe tôi đọc thăm nè nha. Thăm thứ nhất là hội thờ bà. Thăm thứ hai là hội yêu vợ của tàu. Thăm thứ ba là hội sợ vợ. Cho ăn cho no rồi cứ đâu có với nhau. Ý kiến bất đồng cái riêng sanh ra lôi thôi. Anh báo yêu vợ mà anh lại sợ muốn chết. Tôi thấy thờ bà có lý hơn là anh yêu. Bánh bao xíu mày hết rồi. Ăn no bẹt mó chuyện đời cầm gan. Nhào vô chị em. Dông tụi bay. Chú lại. Nè, chồng người nào thì người nấy trói nghe không? Ai mà để sải thì phải chịu trách nhiệm mà không? Thì đừng có lo, con này có học võ ru đó mà. Trời, mình ơi, mình còn tôi nhẹ nhẹ trời, nhưng mình nó tội nghiệp. Trời, nhẹ là có được. Cho mình chết bữa nay mà. Tội nghiệp mình. Sao? Trước mặt ba chị em tôi đây, ba ông làm ơn cho biết lý do tụ tập tại Gò Mã để nói hành nói tỏi vì chị em tôi. Đâu có. Ba anh em tôi tính lập ra cái hội yêu vợ để tỏ tình chung thủy với mấy bà chứ có dám nói hành nói tỏi gì đâu. Ai đề nghị lập hội? Dạ anh Ba Lém. Cậu mày, tao đề nghị hồi nào mày đừng có nói gian, mày không sợ thụt lưỡi hả mày sao? Ủa tôi nói lộn, anh tôi sợ. Trời. Anh dám dặn cổ gà thề với tôi không? Đầu hai thứ tóc đừng có nói bậy nha năm sáu. Trời ơi, anh muốn hại tôi hả anh? Được rồi, tôi biết rồi. Này, biết thằng Toản, tại sao anh dám cả gan thế ấy? Yêu vợ mình thì la lối rùm beng. Im ma thằng Toản ơi, giữa nơi đây tôi thề có mặt đèn tôi mà có vài mưu độc sử cho mặt đèn tắt tắt theo với nó. Má mày ơi, vụ này đâu phải tại tôi bài chuyện mà chính ra là tại mưu mô của Ba Lém với Tư. Chứ má mày nghĩ lại coi tướng của tôi nghe là tướng đồng. Còn thân má mày là thân bồ tượng. Má mày nạt một tiếng là tôi cũng đủ té rồi. Má mày tha thứ dùm mà cho lưng tôi đã môi bộ giò cũng riêng cho nó tôi nhà được phép đứng lên về nhà trẻ tôi nấu cơm cho mình. Trời ơi, vậy mà mày quỳ mày lết mày làm có kỳ quá mày. Thôi mày năm sáu ơi, mày bê bối quá. Mày rủ tao hưởng ứng rồi bây giờ cái gì mày cũng chối mà đổ thừa tao hết. Vậy là số phận tụi đàn ông hết lên nổi rồi. Ý, bạn bè cũng ngán lắm. Bạn bè ăn giọng cho nó, gặp vợ làm dữ vợ trò hại tôi. Thôi thôi, số hệ thế trời. Vợ mình sợ, sợ ai chê cười. Rồi giờ má nó trói rồi, nó muốn xử tôi sao xử đi. Hết nói. Ông thì giao coi tiệm bỏ hủ tiếu, cà phê nguội hết. Ông mượn mần cá để dịch tha hết. Ông thì mượn đưa con để con khóc loài rúng. Thử thì sao đây hai chị? Thì bây giờ phạt mấy ảnh nhịn đói một ngày chứ gì nữa hỏi. Tôi đề nghị phạt mấy ảnh. Ông này gọi tên ông kia dạ. Cứ thay phiên nhau mà gọi hoài cho tới mặt trời lặn. Trời ơi dạ dễ phét miệng. Không nói nhiều. Thì anh mau. Dạ. Tôi sợ. Dạ. Năm sau. Dạ. Bà Lém. Dạ. Tôi sợ. Dạ. Năm sau. Dạ. Bà Lém. Dạ, tư sổ. Dạ, bà sáu. Dạ, bà Lém. Bà Lém, tư sổ. Tư sổ. Bà Lém. Dạ, tư sổ. Dạ, tư sổ. Bà Lém. Dạ. Tư sổ, năm sổ. Bà Lém. Mệt quá. Trời ơi. Có ai trong nhà không làm ơn coi chừng chó? Mệt, mệt. Vô mày, đừng hỗn mày. Ồ, chào hai cậu. À, hai cậu đến có chuyện gì đây à? Dạ, không nói dâu chị bác. Mẹ nói bác có mở một cuộc thi khen rể, cho nên cháu mới đánh liều.
thử thời vận một phen à. Dạ còn cháu đây, hơn 10 năm kinh sử bút nghiêng, xin bác rộng lượng cho vào mà làm rễ. Thôi thôi, nói gì nói cho tử tế, đừng khóc. À này hai cậu à. Dạ. À, hai cậu quê quán ở đâu và tên họ là gì, nói cho lão biết. Dạ, cháu tên là Trần Văn Xước, quê quán ở Cần Đước. Hồi trước làm nghề gánh nước, bây giờ đổi qua nghề bán bánh ướt. À ngộ ha. Dạ. À, còn à, chú kia. Dạ. Dạ còn con tên là Bành Văn Sủi, và sinh trưởng tại miền Chợ Đuổi. Dạ năm nay 18 tuổi. Dạ hồi trước làm nghề bán củi, và bây giờ làm nghề giặt ủi. Dạ. À, tốt, tốt. Dạ. Lắm, tốt lắm. Dạ tốt lắm. Dạ mời ai cậu ngồi. Dạ ngồi. À ngồi đó đó, à đó được à. Dạ. À đẹp à. Dạ. Ra tía biểu à con. Dạ, dạ thưa tía gọi con. Ờ đây nè. À có hai chú này tới xin làm rể. À, theo y con tinh siêu. Dạ thưa tía, sách có chữ phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao. Tía đã định cho con duyên nợ thế nào, con cũng xin dâng lệnh không bao giờ dám cãi nữa. Hay hay. Nay ai người đến đây xin cho vào ứng thi, nên duyên lành trúc mai đẹp tình lứa đôi làm rể nhà tôi. Thì tôi đang thi tố tài năng nhiều may mắn, được trung tuyến vô ở nhà tôi hòa duyên lứa đôi. Nay hai người đến đây trong hai chàng bánh trai, coi như mì quá tay song tàn cả hai dịu dàng lắm thay. Em đi xe ra mấy đề thi mà phải ráng, đừng có để sạch nón về không mà uống công. Qua lời tỏ phân cô hai vừa đổi trao, tôi vui mừng biết bao, chắc là kiếp xưa tơ hồng vẫn vương. Mơ vui vẻ cùng tôi lời giao cảm, tôi sẽ nguyện đem hết tài ra hùi nhạc gia. Tôi đâu nào kém ai khi xin vào đến đây, nhân duyên trời la lai nên dùng khiên xuôi một lần cả hai. Một cô gái duyên dáng đẹp xinh mà lại có, mà lại có hai kẻ giàu nghi, thì làm sao qua kia. Có vậy cô hai hãy ra gấp đề thi, qua đây sẽ ra tài đối đáp, cho khỏi uổng công qua lặn lội từ Cần Đước lên đến đây để có mong được cùng cô hai hòa hợp mối duyên lành. Có câu lương duyên do túc đế còn dài ngang ngẫu từ thiên thành, cô hai mà chọn qua làm người chồng lý tưởng đó nha, là phước đức của ông bà để lại cho cô hai đó. Nói ra không khoái khoen tài, trèo cao qua cũng voi, leo xoài qua cũng hay, vét đi mương cuốc đi đất đi trồng khoai, dặn câu đặt lộp cái chi qua cũng rành. Vậy mà cũng kể trời. Trời đó là tài của tôi nó quỷ khóc thần sầu như vậy đó. Còn anh Sủi, anh sao? Có tài gì không kể ra cho bác Mười với cô hai nên nghe đi. Đây nè, nghe anh Sủi nói đây. Tài của anh như vậy không có thấm tháp gì với tôi hết. Một năm ông thầy bói, ông nào coi thước tôi cũng nói tôi là quý tước đó. À, hồi má tôi mà có thai tôi anh em, tía tôi nói là sau này sẽ cho tôi cái nghề trốn củi để nối nghiệp tía tôi đó. Trong lúc đó tôi nằm ở trong bụng tôi nghe hết trọi trơn, không sót câu nào. Chừng tôi lớn lên một bữa nọ tôi mới đi vô rừng đó, tôi gặp con cọp thiệt lớn em,
nó đứng nó ngó lùm lùm tôi vậy đó. Tôi cũng chốc cái rìu, tôi nhìn trừng trừng là con cọp nào. Một lát sau con cọp nó bỏ nó chạy một nước. Anh có biết tại sao không? Tại sao đâu, nói nghe coi. Là tại vì giữa đây trước ca mặt ca bác ca mười, tôi nói tự sự để cười cho vui số là tôi gặp con cọp ba đuôi, nhìn tôi không thấy nó rút ba lui vô rừng. Trời ơi, vậy mà cũng hô hay. Bây giờ trước khi bắt đầu khảo thí, qua mời hai chú em mỗi người lì một lam dưa qua cho nó lên tinh thần, đồng ý không? Dạ hoan nghênh bác Tư. Dạ còn cháu thì đắc co cái rụp. Được lắm, đẹp à. Dạ. Con đem chai rượu thuốc với chén mâm ruốc, rồi con đi tuốt ra ngoài củi chén á, lấy trái xoài tượng đem ra luôn nghe không con? Trời ơi bác Tư ơi, nghe bác nói cái vụ xoài tượng mắm ruốc cháu khoát chảy nước miếng. Vậy ha. Dạ. Nè bây giờ vô vô này trước. Dạ vô, dạ vô. Vô được dạ. Hang đó dạ. Rồi mỗi một người cầm một miếng xoài tượng. Dạ. Rồi quẹt vô trong cái miếng mắm ruốc á. Dạ. Rồi bỏ vô trong miệng á. Trời ơi dạ. Rồi cái nhai. Nhai. Nhai đi. Trời đất ơi, đã quá bác Tư ơi. Dạ, dạ xin bác Tư ra đề thi. Dạ hai cháu hứng quá rồi. Dạ, vậy ha. À vậy để tôi hỏi ý kiến gái tôi nghe không? À đẹp à. Dạ. Bây giờ con ra đề thi gì cho hai chú này dự thí đây à con? Dạ thưa tía, con ra đề tự do à. Hai ảnh kể chuyện gì vui vui cũng được nữa. Vậy ha. À, vậy thì thằng này xung phong trước nha. Ừ. À, nghe tôi kể chuyện vui bằng chữ ít sờ, cái chữ ít sờ nghe bà con. Kể đi nghe không? À kể đi. Sáng sớm sườn xuống, xả xệ sang sông, sực sưng xa sừng sau, sực sông xả xệ sang sái xuống sông, xả xệ xì. À, hay hay hay. À, còn chú em kia, chứ còn chú này coi bộ có đường rồi. Dạ. Bây giờ tới phiên tôi ha. Vậy thằng này xin kể nha. Được, tôi kể rồi đâu có ngán. Tôi xin kể cái vụ ông già tôi đi coi vợ. Ông cũng khăn đóng áo dài đàng hoàng lắm mấy ông, từ nhà ông đến nhà gái đó đi bộ non nửa ngày đường lận. Lỡ bữa rồi đàn gái mà ở lại ăn cơm. Cơm dọn trên bộ gián ở dưới quê người ta thiệt tình lắm mấy ông. Đãi khách nào cơm ơ cá gì cũng để luôn ở trên bụi giác hả trời. Hai ông xui lai rai còn ổng ngồi liếc chừng vô buồn, bà đứng lấp ló ở trọng. Đến chừng ông xui gái ăn cơm, ông nội tôi ông khiều khiều, ông giật mình, ông lật đật, ông đỡ cái chén con già vợ tương lai với cơm đó. Bộ dáng ăn cơm thì nhỏ, chiếc chiếu trải lại lớn, nên đầu chiếu dư người ta đẩy sát vô vách cho khỏi gãi mà. Ông đâu có biết, bới cơm xong nghe, tay ông giói đưa ông già vợ tay chống xuống chiếc chiếu, hụt đầu chiếu, ông té chối cắm đầu vô vách. Chân ông búng lên, cơm canh gì đổ ráo trời rồi. Còn cái đầu ông kẹt vô vách lá. Lai quay một hồi đến chừng rút đầu ra được, cái khăn đóng nó lòng thòng lỡ thở. Mấy ông biết cái khăn đóng dính đó mà. Ê mặt quá, cái rồi tay ông ruộng cái khăn đóng te te lại gốc cột, xách cây dù ra về một nước. Ông nội tôi kêu hai ơi hai, ông nói thôi về tí không coi hỏi gì hết. Trời ơi, chuyện ông già quanh quê quá mà cũng kể. Trời đất ơi. Hay lắm, hay lắm. Tôi xin cho hai anh mỗi người 5 điểm. 5 dạ. Điểm, đỡ nè. Quá à, đỡ rồi. Hai anh còn có biệt tài gì riêng nữa không? Dạ còn chứ. Dạ tôi còn có biệt tài về nói thuộc lòng của Tam Thiên Tự. Dạ, yeah. Bởi vì tôi là dòng dốc Nho Chùm mà. Dạ nghe đây nghe. Thiên trời địa đất cử cất tồn, còn tử con tôn cháu lục sao tam ba, gia nhà quốc nước tiền tước hậu sao phu trâu má ngựa. Thôi trời ơi chưa có hay đâu. Anh nói Tam Thiên Tự Tàu ha. Ừ. Bây giờ tới phiên tôi nói Tam Thiên Tự Tây. Ý. Nghe đây nghe không? Được không đó? Được chứ ngon mà. Ừ. Tết từ đầu cu cổ ru đỏ no đen lam đèn phơ lửa le sữa tê trà buôn gà canh dịch bơ ít thô như. Vỡ ẹt, vỡ ẹt, vỡ ẹt, vỡ ẹt. Đây nè, đây nè. Nghe đây nè. Anh nói Tam Thiên Tự Tây hay không? À. Đây nè, bây giờ tôi nói Tam Thiên Tự Ăn Lê. Ngon, nói đi, vợ nói đi. Đây nè, nghe đây nghe.
Quanh một tu hai, lông dài, chót ngắn, phốt cắn, hết đầy đầu, bừa râu, thè tóc, rai khóc, lắp cười, then mời anh ta. Khá lắm, khá lắm. Nè, mỗi anh được thêm 5 điểm nữa. Đó. Tía ơi, bây giờ tía tính sao đi tía? Tía thấy rằng hay thì thiệt là hay, nhưng nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào. Hai cậu thiệt có tài lắm á. Nhưng mà tài xạo, tài nói dốc. Thời buổi này có nghề chuyên môn còn sống không nổi. Chứ nghề nói dốc á nghe, đói rã thay. Trời ơi, thợ này mà có tam thiên tự tây, rồi có tam thiên tự ăn lê. Thôi, mời hai cậu về đi, thấy không? Chờ khi khác, ở đồng hồi nghe, kêu mực ra. Trời ơi, bác cho hai đứa cháu ô rồi lui sao bác. Tôi ai đưa ai mau ra về. Dạ thưa bác cho xin ít tiền. Thôi tôi biết ở đây không có. Mời hai chú đi đỡ taxi. Hai ông rể đến đây thì tài, nhưng nói dốc ở đây không xài. Đi làm rể gâm ra không dễ. Về giấc lại khi khác tới thi. Về giấc lại khi khác tới thi. Về giấc lại khi khác tới thi. Một bữa nọ tại miền Âm Phủ, Đức Minh Vương đang ngồi ngữ trước điện Sum La. Gần tan buổi chầu bóng có quỷ giả xoa, dẫn vào trước án một quan hồn con chó mực. Diêm Vương chưa kịp mở lời han hỏi, thì mực ta bỗng cất tiếng tru lên nghe Du Dương ai quán không. Nó cúi đầu lại đức Diêm Vương rồi nước mắt chảy ròng ròng. Ngưu đầu Mã Diện đang đứng hầu thấy vậy sốc tới tính nạt nộ lấy quay. Nhưng Đức Diêm Vương cản lại và ôn tồn hỏi cho mực rằng: nhà ngươi có điều chi quan ức, cứ tự xử tỏ phân. Trẫm sẽ lấy lượng biển trời, rồi quan ân sẽ liệu bề phân xử. Khi ấy cho mực vội vàng lau nước mắt rồi cúp má đuôi ngã ngồi xuống bên thềm. Muôn tàu Đức Minh Vương nổi ức quan xin biển bạch trước điện tiền. Giả chăng trong hàng lúc xúc dẫu chưa dám với mình có công trận bằng anh ngựa anh trâu, nhưng cũng chưa đến nỗi ăn hại bằng anh dê anh lợn. Thế mà không hiểu tại sao trên trần gian thiên hạ họ nở lòng nào bắt tôi dồn vào bao bố rồi đem trắng nước và rủ bạn bè ăn thịt tôi cho đành tâm. Diêm Vương nghe qua liền vỗ bàn hét lên: bơ con hát cậu kia, mi mới quả là kẻ ngoan ngôn xảo ngữ dữ á. Trên trần thiêu chi thức ăn cao lương mỹ vị, có ai lại ăn thịt chó bao giờ. Cho mực liền dập đầu dư bể đáp rằng: tâu Đức Minh Vương, kẻ hèn này tuy là súc vật mặt lòng, chớ thề giữa hai bên vai giác không khi nào nói dối. Diêm Vương dai qua hỏi mấy vị phan quan: nó nói vậy mà có thật không Khoan Quan? Khoan Quan bèn lật sổ ra coi một hầu rồi quỳ xuống tâu rằng: tâu Đức Minh Vương, con chó mực này nói không hoa. Trên dương thế quả thật có người ta ăn thịt chó. Diêm Vương kinh ngạc một hầu lâu rồi phán rằng: vậy chớ tự sự làm sao. Hát cậu mi cứ bình tâm phân tỏ cho quả nhân đây sao trước đăng thành. Cho
mực nghe hỏi liền liêm diêm cặp mắt. Nó nhớ lại những hành vi độc ác của người ta. Đó rồi nó mới dỗ dàng quỳ xuống khuân qua xin thanh chúa hải hà minh xét. Trước hết họ đốt rơm cho có lửa ngọn rồi đem tôi hơ lên và lăn qua trở lại cho đêm. Đến khi da cháy vàng tươi và mỡ cháy xèo xèo. Trong lúc đó thì họ lo sẵn cho đủ đồ gia vị nào xả, ớt, củ hành, đậu nành, đậu phộng, dừa khô, tương tàu, nấm mèo, chuối cây, lá cách. Ý, đừng có thiếu món chi hết trơn à. Thịt na cày úp bột cà ri thì 10 chai rượu công si cũng cầm còn. Đến như các món ăn thì họ làm đủ thứ nào xào lăng quay chảo đúc lò. Họ còn báo rằng hắc cẩu bổ tâm, còn quỳnh cẩu thì bổ tì. Cho đến quyết thì họ đánh tiết canh, lòng thì đem chân hột vịt, mỡ chài thì gói lá cách, ba sườn thì ướp ngũ vị hương. Mỗi khi đem nước lên thì trời ơi mùi thơm bay ngào ngạt. Thật không có thịt chi mà so sánh cho bằng. Diêm Vương nghe xong vỗ bàn hét lớn, thôi thôi thôi, nhà ngươi đừng nói nữa, trẫm khổ tâm lắm rồi. Cho mực tâu thêm, tôi còn quên kể cái món hầm mục măng để chan với bún nữa. Diêm Vương quát to, thôi cấm mi lại. Nội cái việc mi tả sơ sơ, trẫm đã chảy nước miếng từ nãy giờ rồi. Ngô Đầu Mã Diện đâu? Hãy lôi nó ra khỏi điện Sâm La, giặt đuổi nó đi cho khuất mắt. Nếu nó còn chàng ràng trước mặt trẫm thì trẫm sẽ bảo quỷ giang xoan làm mà thịt bay vàng. Khi con cho mực bị đuổi đi, nó lủi thủi một mình và gật đầu nó tự bảo thịt ta ngon lạ ngon kỳ, Diêm Vương còn chịu huống chi người phàm. Nghe vẻ nghe vẻ không đa số giấc, mãi vô an toàn trên xa lộ, thanh lịch trong thành phố bà xã hài lòng. Không đa năm bờ quan vô tô ok ok. Không đa đây, không đa đây, bà con cô bác cứ thốt lên miên chạy thử, nhân cho lúc ra sàn hết số. Chạy đi, chạy cho hết hồn lễ thủy xanh mặt Mỹ Châu hoàng quanh kêu lên Bắc. Chạy cho cả xứ Việt Nam quang hô giang dội như vỗ tay khen Minh Hiếu Thanh Nga Bạch Tuyết Phượng Liên Kim Loan Túy Phượng Kiều Chinh Bạch Yến Thanh Tuyền. Là dân chịu chơi nhảy lên không đa là siết gà nhấp số liền liền. Rang lên cho đố mồm nga hôi, cho người chán ngát rụng rời tay chân. Bà con cô bác có biết không, từ khi Hông Đa xuất hiện trên xứ giao chỉ này đến bây giờ, tu hung cột đèn 6 lần sụp ổ gà 8 lượt, 10 trận đâm hàng rào,
bảy lần bị xe ở quê kỳ hung đích nữ. Sơ sơ dài ba tai nạn, bà con cô bác nghe chắc là cười nguyên cười mửa. Cười mửa cười ngà ho, cười bò cười ngà sắc, cười chặt xuống nam. Có một hôm tôi lãng quảng hông đa, trước đầu nghe xe cần trục trên can. Tủ nhập tâm như lân gặp pháo, trời đè không ngán xá gì cần trục của nhà banh. Sức nga mấy mà qua mặt nga anh, buông tay anh đứng anh quanh ào ào. Nga cần nga câu bầm móc ít hầu, tèo tu lơ nga lừng cát nhau hâm đau. Ít lâu sau nga kiếm được tiền, tôi lại bèn đi mua hông đa, chở nhân tình vào cinema. Mỹ nương tôi nghe cũng hạng kỳ, tha què giò không chịu thua ai, lên xe rồi hối chạy như bay. Siết nữa anh ơi, siết cho tấn tài thua bạc thành, được đổi xe hùng cường nhảy tuyết. Siết cho thanh hải ứa gan út hiền, đi linh trường xuân cạo trọc thanh diệt, để râu mấy cu rơ ghen tức rượt văn. Siết đã hết da mà nàng lá chưa tới mức, cứ kêu qua lại khúc kỳ dục chừng chừng. Quả thật đàn bà muốn là trời muốn, mà đứt dây ga rồi đó chịu chưa cưng. Vừa dứt tiếng chịu và áo dài của nàng quấn bánh xe sau cái rẹt, làm cho nàng thoát y vũ lộ thiên. Tôi phải cởi sơ mi của tôi trùm lên tấm thân trắng nõn, để tranh biết bao cặp mắt huyền qua thôi nga liếc nga tròn xem mà hùng. Người xưa có dặn thương nhau, cởi áo tặng nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Nhưng nàng về nhà lại mặc áo của tôi, cho nên bị đòn như tử nghe. Già tôi không còn ai ngồi sau yên xe để phủ thi tâm tình. Thế là tôi đi săn mi cô lấy da ma ha xô lết khắp đô thành. Cô nào chịu chơi tôi cặp ngang hông chạy nhanh, tôi đeo sát mẻm làm tàn ra vẻ, tôi ép té gốc cây. Thần linh xe sụp ổ ngã gà, cả trăm thiết giáp chạy qua rầm rầm. Nhờ nằm dưới bụng xe nghe tăng, cho nên bánh sắt chưa ăn văng. Hú hồn hú vía về ăn cơm ăn cá, có lẽ thiết vẫn xa chê tầng này không thơm thịt. Mình nằm giữa đường mà nó lắc nó đi. Người ta nhà xuất cảng không đa, nước mình chế tạo ổ gà sát nhân. Cứ mỗi lần tai nạn là mỗi lần tôi tiêu một chiếc không đa, tổng cộng mất hơn vài trăm ngàn bạc. Tôi kêu gọi bà con mua xe để làm phương tiện di chuyển đỡ phí sức hơi, chứ không suối bắt trước tôi sử dụng không đa cản trở lưu thông, gây cảnh loại tai quèn cắn vợ con cha rầu. Bây giờ tôi ơn già nghe gà, khi gặp ai chạy hông đa nghe dù nghe biểu diễn lạ lướt đến đâu,
thăm vô bệnh viện Tùng Chầu Diêm Dương. Chết rồi, chạy chạy bảo vệ cho tàu bơ chứ tướng. Thôi khoen này đã hết cá rồi, hết quân, hết tướng, hết hậu ông tiền hô, hết kim bào sa mã. Tất cả đã tiêu tan vì lửa đỏ, đã chìm sâu dưới đáy Trường Giang. Còn lại mình tao đây vượt suối băng ngàn, về hứa đô với cõi lòng quốc hằng. Lao lệ đưa mắt nhìn về Tam Giang khẩu, một dải Trường Giang khói lửa mịt nữ mờ. Kìa kìa, tiên cô quân sĩ đâm ngang ngô mi gạo thét reo. Họ đang lùng kiếm một tàu tháo trong chui trong nhũi để bắt về nạp cho chú Công Cẩn mổ mật ngoài gian. Mới đêm qua tháo còn quay vẻ trong mảnh chiên bào trước bao quân tinh kỳ phất phới. Giờ đây mũ mãn không còn, chiên bào rách nát râu ria đã cháy sạch trơn. Nếu soi bóng lại trong gương thì tháo cũng không còn nhìn ra như tháo như nữa. Diện thư sinh tháo được nổi danh nhờ vẹt đoạn Quỳnh Cân của Trương Giác, rụt phá Viên Thiệu Quỳnh Viên Thuật quy danh của tháo. Từ đây được nghe giảng đồn, nhưng hỡi ơi hôm nay tháo đau tháo đớn, tháo hờn tháo nhục tháo tháo nhục. Căn giảng hùng binh phân nửa bị thiêu vì lửa đỏ, phân nửa là màu cho cá sấu Trường Giang. Nhớ ngày xưa mỗi lần tháo ca khúc khải hoàng về kinh khuyết, thiên tử còn phải ra khỏi hoàng thành nghinh tiếp. Ôi quy danh cũ vì thua trận phải phai nhòa, giờ đang đói lạ năm cơm khô còn không có. Giám đầu mơ màng mỹ tứ huynh qua, đoàn quân Bách Thắng quyết khoen này làm có đất Giang đông. Trước ba quân ta đảm quyết Ngô Tôn quyền, bắt Chu Công Cẩn đem về mà trị tội. Rồi sau đó bắt Nhĩ Kiều Tuyệt Sắc đem về đài Đồng Tước trên bến sông Chương để cùng tháo ngày đêm vui hưởng cái xuân vàng. Chắc chắn tháo sẽ trẻ đi 30 tuổi khi kề cận binh giáp ngọc gia ngàn. Tháo đã cho trang trí Đồng Tước xuân đẹp quy hoàng hơn cung của thiên tử, tuyển chọn hơn 300 mỹ nữ đẹp hầu hạ gia nhân. Nhưng chỉ một ngọn gió đông đã quét sạch cả ước mơ lẫn công trình của tháo bao năm gầy dựng. Ôi đông phong bất giữ Chu Lan tiện, Đồng Tước xuân thâu tòa nghi kỳ. Xuôi tháo kết hàng trăm chiếc thuyền là một, để nói dụng quả công mà đốt cho sạch bắt xuôi tùng.
vậy mà tháo nào hai nào biết, tôi cầm chắc 100% thắng trận trong tay. Trong một đêm trăng vàng bản lãng, tao cầm ngang ngọn giáo đứng trước mũi thuyền cao hứng ngâm câu: Minh Nguyệt tinh hy ô thước Nam Phi, để thỏa tất lòng kiêu hành. Men rượu đêm vui chưa tan biến, thì công cần đã dùng quá cầm gốc rồi cả tiếng thuyền. Loa thét quân reo lẫn tiếng khóc than, rền rĩ làm tháo hồn phi phách tán. Nếu không nhờ một cận tướng bồng tháo chạy đi, thì tháo đã chết dưới sông sâu. Lọt khỏi trùng dây tháo mừng hết lớn, nào ngờ chạy tới Hạ Bì bị trướng phi cướp lương ráo tội. Lẹn về hướng quê Dung Đạo, gặp quan dân trường đòi xin thủ cấp. May mà tháo lánh mồm lánh miệng kể lễ, nào là tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến, nào nó là tiết đông lạnh nó lẻo, tháo nghe dân tặng chiếc cầm bào. Quan dân trường đóng lòng nhân nghĩa, làm ngơ cho tháo thoát củi sổ lòng. Ôi ngày xuất chinh tướng như rồng, binh như mãnh hổ, ngày về còn lại vài trăm tên quân què quặt, làm tháo bé bàng tủi nhục như thế anh. Bữa nay mình uống chưa tới nửa chai whisky mà sao nó hơi sần sần mà ha. Thôi lo ngủ một giấc để sáng mai còn đi Long Hải hướng gió nữa. Ừ, 2 giờ sáng rồi. Trong nhà em rơ, chắc lão ba mập ngủ mê rồi. Mình đào hầm vô giờ này là chắc ăn. Bữa nay chắc tổ đãi mình đó. Lộp cọp vậy ta, chắc ăn trộm rồi. Vậy thì mình chết với tao. Mình đang lén bước nhẹ lại lỗ hầm rình, chờ nó chung vô là mình thọc. Rồi tay thiện nghệ đào cái hầm coi cũng hay, không đầy 15 phút đào chung vô. Chung vô chết này chưa. Mà chạy đâu á mày, ngồi đó dạ, chơi con ơi. Để tao dặn đèn lên. Mặt mày sáng sủa mà đi ăn trộm ha. Dạ thưa ông, mặt mày sáng chừng nào ăn trộm nhiều chừng nấy là ít người để ý. Mày chạy nữa hả mày? Ngồi im hả mày? Ngồi xuống mày. Ngồi tao hỏi nha. Trả lời đàng hoàng đâu tao tha nha. Dạ thưa ông điệu quá. Tao điệu lắm. Dạ này, con cảm ơn ông. Dạ ông hỏi gì ông hỏi mau mau đi, để rồi con còn đủ thì giờ đi làm ăn cũng ha. Đó tao biết, vừa mới ăn trộm bị chúng bắt rồi ha. Được thả ra là tính đi ăn trộm nữa rồi hả? Dạ con nói thiệt với ông, tại con đói quá. Tao hỏi mày tại sao mày đói mày? Dạ tại con không có tiền. Tao hỏi mày tại sao mày không có tiền? Dạ bởi vì con nghèo. Ai con mày nghèo chứ? Dạ tại bị tại mày làm biếng phải không? Dạ đâu có làm biếng ông, con xiên lắm chứ. Ông coi kìa, nội cái đào cái hầm nhà ông đó nghe ông. Đổ mồ hôi rồi, mỏi rụt cả hai cánh tay chứ có khỏe quắn gì đâu. Vậy mà ông không thông cảm, ông còn xuyên tạc không? Ông nói con làm biếng. Mày xiên lắm. Dạ, xiên lắm ông ạ. Mà điều mày xiên làm chuyện bất lương. Anh này tên kia. Dạ. Nghe tôi hỏi phải trả lời cho kỳ. Tại sao tương của mày mạnh may cũng ra vẻ con nhà, mày lại đi đào hầm khoét vách người ta, không chịu lo làm việc lương thiện như thiên hà. Mày phải biết rằng tao có tiền đây là phải làm việc suốt mấy mươi năm bán buôn cực khổ mới ra tiền. Gian nắng dầm buôn bán tàu tầng, kiếm được đồng tiền và được dư ăn dư để, cũng đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con lắm chứ. Có đâu như thể chú em cứ lo một túi giật tiền người ta, lưới trời lòng lòng đâu xa, có ngày cũng bị người ta đồng. Ê thằng kia mày tên gì á mày?
Dạ con không có kiểm tra. Vậy chứ hồi nào tới giờ khi người ta muốn nói chuyện với mày, người ta kêu mày bằng thằng gì mới được chứ? Dạ người ta kêu con bằng thằng ai thất thệt. Trời đất ơi, tên gì kỳ như mày, tên gì nghèo quá vậy? Dạ thưa ông, tại con không có nhà, tối nào con cũng ngủ ngoài thất thệt, nên con được người ta tặng cho cái quý danh là thằng hai thất thịt đó. Vậy hả? Thấy mặt mày sáng láng ha, giọng nói nhỏ nhoi ha, tao biết mày không phải mày đóng kịch với tao phải không? Dạ đúng rồi. Tao không nỡ bỏ tù mày đâu ha. Vậy tao hỏi câu này mày phải trả lời cho đàng hoàng, rồi tao thả mày đi ha, và còn cho mày một số tiền mày chịu không? Dạ cái đó con đắc con cái rụp. Dạ ông muốn hỏi chuyện gì? Mày muốn có tiền không nghe mày? Dạ. Mày muốn làm giàu không? Dạ con cũng muốn lắm chứ ông. Nhưng mà khi không làm giàu ngăn xương sao được? Dễ mà. Bây giờ mày cầm cho chắc con dao này, tao mới nghe mày bén lắm nghe chưa. Như vậy ông? Mày nhắm cho kỹ rồi đâm vô chỗ này. Trời ông biết con giết ông. Phải là vì tao đây không muốn sống, đời của nghe tao buồn tẻ lắm mày ơi. Tội không? Tao nhờ mày giải thoát cái giùm tao, mày cho vài nhát là tao vui nhị tùy. Trời đất, khi không mà ông biểu con giết ông sao? Mày đừng hỏi lý do, mày cứ việc giết tao đi ha. Rồi khi tao chết rồi mày cứ việc, mày mở tủ mày lấy hết tiền bạc đi, ra đi in ru, khỏi lo ai hết. Đây, sao chìa khóa nè, là đâm đi mày. Trời trời, ông ơi, mua không dám đâu ông à. Dễ mà, mày lụi vô một cái là rồi. Ông ơi, con không thể nào làm được ông ơi. Ông bắt được con, ông tha con đi. Lương tâm con đâu cho em con giết ông. Trời ông ơi, ông là người ở người nghe con. Ủa sao ông cười không? Nãy giờ tao thử thằng em mày đó hả? Thằng em mày nên nhớ rằng tao có vỏ rido hả? Có thằng em mày tao nhai cái gai cốt kia hả? Thấy thằng em mày còn biết lẽ phải ha, chưa mất hết lương tri ha, cho nên tao cảm động lắm. Vậy cứ tự tiện về đi nha. Đó, cửa tao mở rồi, tiền nè 2,000 đồng bạc mày cứ cất xài chơi uống cà phê rồi ha. Dạ con không dám lấy tiền của ông đâu. Sao vậy mày, tao cho mày mà. Dạ thưa ông, dầu ông đây cho con, nhưng tiền này con không dám lấy. Nhờ ơn ông tha con, có lý nào dám xin tiền ông. Mày nên nghe tao khuyên nghe kệ tục, chừa bỏ thanh tâm mà để trở về đường hay nếu ngay. Lại nên tu thân lo trở về sanh ngay ngày khác. Đừng gian tham không nên kiếm việc làm sống cho miền lương. Nhờ ông đây khuyên con, nhờ những lời dặn ông của ông mà đến suốt đời thề nhân giam của ông. Thôi thằng em mày về đi. Dạ cảm ơn ông, thank you, goodbye.